Xin mến chào các anh chị và các bạn nha. Trong video ngày hôm nay em sẽ vào bếp làm món bánh sake hấp dẻo mềm thơm. Món bánh này ăn vặt hay là thay bữa sáng cực kỳ hấp dẫn và bổ dưỡng. Cách làm rất đơn giản, sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng em thực hiện nhé. Bước đầu tiên đó là sơ chế quả sake. Sẽ sử dụng là 1/2 chậu nước nhỏ. Cho vào 1 thìa canh muối. Hòa tan. Công thức hôm nay em sử dụng là 1 quả sake 800g. Gọt sạch lớp vỏ màu xanh bên ngoài. Sake để làm bánh nấu ăn sẽ là những quả sake lớn, già, các mắt nở to, xanh tươi và săn chắc. Khi ăn sẽ bở, thơm và ngọt. Tiếp theo sẽ cắt sake thành hai phần, rồi chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau. Cắt bỏ lõi cuống ở giữa cho sạch. Sau đó chia thành những miếng nhỏ bằng nhau khi hấp sẽ nhanh chín. Cắt sake tới đâu sẽ cho vào chậu nước tới đó để giúp làm sạch mũ, sake sẽ trắng không bị thâm. Sake được cắt xong sẽ ngâm trong khoảng thời gian 10 phút, sau đó thì lấy ra rửa lại cho sạch. Tiếp theo, sake được rửa sạch cho vào sẵn để hấp. Và sẽ hấp trong khoảng thời gian từ 15 tới 20 phút tới khi sake chín bở mềm. Sau 15 phút, sake đã chín bở mềm, sẽ tắt bếp. Rồi cho vào một cái tô lớn. Lúc này sake còn nóng sẽ dùng thìa hoặc là phớ dầm cho nhuyễn và mịn. Sake được dầm nhuyễn và mịn, tiếp theo sẽ cho vào đây là 2 thìa canh đường cắt vàng, 4 thìa canh sữa đặc, 1/4 thìa canh sữa đặc. Trộn đều. Tiếp đó sẽ là 4 thìa canh bột bắp. Bốn thìa canh bột mì. Rồi chế từ từ nước lọc vào, đồng thời dùng đũa khuấy cho bột được đồng nhất. Tổng lượng nước lọc em sử dụng là 200ml, bột đã sền sệt vừa. Tiếp theo dùng khuôn sững hoặc là đĩa có lòng sâu để hấp bánh. Em sử dụng là một mẫu lá chuối đặt lên trên khuôn. Sau đó quét một lớp dầu mỏng chống dính, khi hấp bánh xong lấy bánh ra dễ dàng không bị dính lá.
rồi đổ bột vào. Làm phẳng bề mặt. Nếu nhà các anh chị và các bạn có ký tự hoặc là mè rang, sẽ rải lên trên bề mặt một ít để bánh trông đẹp, hấp dẫn, bổ dưỡng, thơm ngon hơn. Tiếp theo khi hấp bánh sẽ cho vào nồi nước một nhánh lá dứa để bánh có mùi thơm dịu, rồi đặt sững lên để hấp bánh. Và sẽ hấp bánh trong khoảng thời gian từ 25 tới 30 phút là bánh sẽ chín. Bánh sake đã hấp được 25 phút, bây giờ sẽ kiểm tra bánh đã chín hay chưa. Bánh có màu vàng rất đẹp, thơm mùi lá chuối và lá dứa dịu mát. Sẽ dùng một cây đũa đâm xuyên qua bánh. Bột không còn dính đũa nữa là bánh đã chín. Sẽ tắt bếp, lấy bánh ra ngoài và để cho bánh được nguội mới cắt nhé. Sau một thời gian bánh đã nguội, lấy bánh ra khỏi lá chuối cho vào đĩa. Khi cắt bánh sẽ quét lên dao một chút dầu để cắt bánh được mịn và đẹp hơn. Chia bánh thành miếng vừa ăn. Bánh dẻo mềm, mịn, màu đẹp lại thơm. Cách làm rất đơn giản, từ quả sake tạo nên món bánh ăn vặt cực kỳ hấp dẫn, thơm ngon, bổ dưỡng. Nếu yêu thích món bánh sake theo công thức này thì các anh chị và các bạn hãy tham khảo và làm cho gia đình thưởng thức nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.